Dạ vâng, xin chào toàn thể anh em nhé. Thì hôm nay em lại tiếp tục làm một cái video để chia sẻ anh em mà khi mà con gà của anh em mà đi vần, đi đá sau khi hồ về thì anh em nên làm gì. Thì cái bước đầu tiên là anh em sẽ rửa sạch cho con gà đi, để rửa sạch nhé, vụ sạch đờm cộng với rửa sạch cho con gà. Để khi mà con gà của mình nó bị cựa đâm hoặc thái đâm ấy, thì anh em sẽ mút sạch máu đi. Cộng với là anh em sẽ nhắc cho em là một nắm lá hôi hoặc là một nắm lá trầu không nhé, để nó trôi hết đờm đi. Đấy, bước tiếp theo nữa là anh em sẽ sử dụng cho em là cái bộ sản phẩm cao tan đòn này, cái cao tan đòn nhé, để cho tránh cái tình trạng là con gà của mình nó bị sưng phù cộng với là tránh cái tình trạng là con gà của mình nó bị kén nhé. Đấy, anh em sử dụng cao tan đòn này nhé. Đây, cộng với là bước tiếp theo nữa là anh em sẽ sử dụng cho em là một cái phục hồi sau đá và cái đây tăng lực cấp tốc, hai cái bộ sản phẩm này. Bộ phục hồi sau đá thì phục vụ cho anh em, tí nữa em sẽ giới thiệu về công dụng của nó sau. Nên rút nội thương, chống kén, và anh em sử dụng cái tăng lực để nó kích sung cho con gà thì con gà của mình nó sẽ không bị mệt mỏi. Về cái ba cái bộ sản phẩm là anh em lên sử dụng đây, ba bộ sản phẩm này nhé. Thì em sẽ giới thiệu về công dụng từng cái sản phẩm một cho anh em tham khảo để giúp cho con gà của mình làm sao mà nó sẽ nhanh phục hồi, chống bị kén, rồi chống bị sưng củ bạc. Đây, về cao tan đòn nhé, công dụng của nó là giảm phù lè, đánh máu, đánh tan máu bầm. Về công dụng là bôi, cách dùng là bôi lên vết thương, đây bôi lên vết thương gà sau trận. Còn cái sản phẩm thứ hai là phù hồi sau đá đây, thì anh em sử dụng là rút nội thương, chống kén. Về công dụng của nó là phục hồi nhanh gà sau khi thi đấu khuya hồ, mấy hồ sau, mấy hôm sau là khỏe, rút nội thương, nhanh đánh tan máu bầm dập, hạn chế thọt cà cá nhắc sau trận, chống kén tiêu sưng, nó cũng chống được cả sưng củ bàn và tiêu kén. Cách dùng là sau trận đấu anh em tiêm luôn 1cc phục hồi, ngày tiêm một lần và dùng liên tục từ 2 đến 3 ngày. Tiêm ức lườn nhé, hoặc là dưới chằng cổ đầy, anh em tiêm là đầy xi lanh xanh, xi lanh gửi kèm đấy. Để bảo quản đến anh em điều kiện thường, tránh ánh nắng trực tiếp, hạn sử dụng của nó là 25 nhé, và thể tích thực là 20 ml, thể tích thực của nó là 20 ml nhé. Về sản phẩm phục hồi sau đá này, và anh em sử dụng thêm cho em là cái bộ tăng lực cấp tốc. Thì cái loại tăng lực này nó là dạng vitamin B1, B6, B12, thì nó sẽ kích sung cho con gà của mình nó sẽ ăn hấp thụ được, thì con gà nó sẽ không dẫn đến nhiều con mà khi mà anh em đi vần đi đá sâu khuya hồ về mà anh em không sử dụng cái bộ sản phẩm này, ăn nó không hấp thụ được thì nó sẽ dẫn đến là ốm trong teo lườn. Anh em sử dụng cái bộ sản phẩm này thì nó sẽ giảm được cái sự là con gà của mình nó bị ốm trong teo lườn và nó kích sung rất là khỏe. Con gà anh em sử dụng là hôm sau con gà của mình gáy te te ngay, kể cả như thi đấu 10-15 hồ. Nên nó có rất là nhiều công dụng về cái lọ này. Đây, công dụng là kích thích tăng bo lớn. Cái này nó cả kích thích tăng bo lớn này, tăng gân, nì đòn, bền bỉ trong trận đấu, kích sung cực mạnh, thái độ tốt, giúp gà ốm dậy, nhanh phục hồi thể trạng, lấy lại gân tối gối tốt. Cách dùng là anh em nhỏ trực tiếp nhé. Đối với gà chiến thì gà đá thì anh em mỗi lần nhỏ lửa ống 0,5 ml, còn ngày nhỏ một lần, dùng liên tục từ 5 đến 6 ngày. Gà tơ thì anh em sử dụng mỗi lần nửa ống, một tuần nhỏ 2 đến 3 lần nhé. Đối với gà ốm phục hồi hoặc là gà đi đá sau khuya hồ về thì anh em mỗi lần nhỏ một ống, dùng liên tục cho tới khi gà khỏe. Đối tượng sử dụng thì anh em sử dụng cho mọi lứa tuổi của gà nhé. Cái hạn sử dụng của nó là tháng 1 năm 2024. Dung dịch uống, thể tích của nó là 20 ml nhé. Và ba cái bộ sản phẩm này thì em đã sử dụng. Và cái này thì nhà em sản xuất ra nhé, công ty em sản xuất ra. Sử dụng thì anh em nuôi chuộng rất là nhiều năm rồi. Anh em cứ yên tâm là nhà em nuôi có trang trại gà lúc nào cũng 3-4-50 con. Những cái sản phẩm này là đều em test qua rất là ok rồi thì em mới cung cấp ra ngoài thị trường, nên anh em yên tâm về phần chất lượng. Thì anh em mà có nhu cầu về ba cái bộ sản phẩm này và phụ kiện cộng với thuốc chữa bệnh cho gà, cái thuốc bổ, thuốc om, cao tan đòn, vitamin, nghệ đổ, mồi rắn mồi cấp, anh em hãy liên hệ trực tiếp qua số điện thoại đây 0367 194 999 nhé. Số điện thoại này thì có cả Zalo, nếu mà anh em mà chưa hiểu thì anh em có thể kết bạn Zalo thì em sẽ tư vấn thêm, kể cả như là anh em mua sản phẩm bên em hoặc là không mua sản phẩm bên em thì em vẫn tư vấn bình thường nhé. Em biết cái gì là em sẽ chia sẻ với anh em cái như vậy. Còn nào bây giờ em cũng xin kết thúc video tại đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video lần sau.